Sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Tu ma sam bua tha sa thamma de sa na ya chana ga tha brahma chalo sa ham patan chali anti varang aya chatha santi thasak tappara chakkhajati ka de se tu thammang anukambimam bacang Sắc thamma phê rinh vinayan chakayan sut chapan tham api tham ma cham mang Ako tayanto chatusak chadandang bappo thaneye parisa Yamat che Phạm Thiên vẫn ngầm thận khoản Phật nhận đời nhưng chẳng dị hơi Quyết lòng mở đạo dạy đời Nhóm vườn độc giả ngày dời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là Nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Đoạn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ à. Dạ chúng con kính cung thỉnh bàn tay của sư và dạ, con kính dâng mít lại cho sư con xin xuống mít ạ à. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, xin chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Nãy sư có được tin nhắn của cô Như có báo lại là đời Đức Pháp Tính hôm nay chắc bận công việc gì cho nên hỏi sư có vào lớp giảng được hay không. Tuy nhiên sau khi mở máy online thì vào lớp thấy đời Đức Pháp Quang đang chia sẻ cho quý vị lớp học của chúng ta về pháp á, cho nên sư cũng im lặng. Thiết nghĩ rằng rất là hoan hỷ khi mà có nhiều vị chư tôn đức cũng như những chư quý vị Phật tử chúng ta cùng nhau chia sẻ pháp thì cũng giống như là một cái vườn hoa đó, thưa quý vị. Chúng ta còn phàm phu thì mỗi người sẽ có một cái góc cạnh nhìn pháp theo một cái khía cạnh khác nhau, cho nên chính vì thế mỗi người trình bày nó đều có một cái vẻ đẹp riêng riêng biệt và mình cũng có thể học hỏi được, chứ không phải là chỉ có riêng một vị nào đó cũng thôi là pháp là đúng hết, không phải là như vậy. Kể cả đối với sự chứng đắc mà nó còn có đến hai cái trường hợp do cái đề mục tu chứng của vị mà quen quán về vô thường thì nó sở trường nó khác, quen quán về khổ sở trường cũng khác, quen quán về vô ngã sở trường cũng khác. Chính vì thế mà khi mà nghe nhiều vị giảng á vốn nó không có dư thừa đâu. Bây giờ thì chúng ta có lẽ mình học tiếp hẳn là hôm nay sư tính cho lớp học chúng
học tiếp cái một đoạn thôi, nhưng mà cái đoạn này nếu mà hôm nay mình trình bày không thông thì nó cũng hơi hẹp thời gian, bởi vì trong đoạn 3 này khi nói về sự tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc quá khứ, hiện tại hay vị lai, cái này nếu mà bàn trên phương diện tu tập cho đến của chúng ta nó rất là hay, rất là hay. Chính vì thế thời gian này nó cũng hơi hẹp thôi, nhưng mà cũng không sao. Bây giờ thì không biết cô Nguyên Trang có cái bản chánh văn hay không, hay là cô Nguyên Như, thì bởi vì cô Nguyên Trang chắc vừa mới vào trong lớp học thời gian rồi, không có mặt ở trong lớp học thời gian cho nên không biết đâu. Cô Nguyên Như nếu mà có cái đoạn số 3 động thêm một đoạn thôi, tức là cái đoạn mà Đức nói rằng thưa ngài Nagasena, có phải ngài tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc quá khứ, một đoạn đó thôi. Nếu như mà không có bản chánh văn thì chưa đọc được. Trang hả? Nếu mà theo sách đó thì trang 139. Thôi, để tránh mất thời gian sư đọc luôn đi. Rồi, bây giờ chúng ta làm lễ tam bảo tóm tắt, sau đó sư sẽ đọc cái phân đoạn số 3 ở phân biệt xác định được các pháp Bồ Tát. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau học về cái nội dung trong đoạn này. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đến chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng cho chúng con chứng thực, đưa đến sự ích cho những ai có lòng tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh phàm, môn phàm của chúng sanh, điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ con vui câu. Vua đã nói rằng thưa ngài Đa Na, có phải ngài tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc quá khứ? Đâu là không phải. Có phải ngài tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc vị lai? Tâu Đại Vương, không phải. Vậy có phải ngài tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc hiện tại? Tâu Đại Vương, không phải. Nếu ngài không tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc quá khứ, không tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc vị lai, tinh tâm loại bỏ khổ thuộc tại mục đích gì? Tâu Đại Vương, nào để cho khổ này diệt và khổ khác không thể sanh lên? Chúng tôi tinh tấn nhà này, thưa ngài Nagasena, vậy bây giờ khổ thuộc vị lai hay không? Tâu Đại Vương, không có. Thưa ngài Nagasena, đó là sáng trí, trong khi ngài tinh tấn chỉ nhằm loại bỏ các khổ không có hiện hữu. Tâu Đại Vương, vậy thì có những vị vua đối nghịch, những kẻ thù đối nghịch, những bạn bè đối nghịch chống đối lại với ngài hay không? Thưa ngài, đúng vậy, có. Tâu Đại Vương, phải khi ấy ngài mới sai bảo đào hào, mới bảo đắp lũy, mới bảo xây cổng thành, mới bảo làm, mới bảo đem lại thóc. Thưa ngài, không đúng. Việc ấy là được chuẩn bị trước. Tâu Đại Vương, phải chăng khi ấy ngài mới rèn luyện về voi, rèn luyện về ngựa, rèn luyện về xe, rèn luyện về cung, rèn luyện về gươm? Thưa ngài, không đúng. Việc ấy là được chuẩn bị trước. Nhằm mục đích gì? Thưa ngài, nhằm mục đích ngăn chặn các nỗi lo sợ thuộc vị lai. Tâu Đại Vương, phải chăng bây giờ có những nỗi lo sợ thuộc vị lai? Thưa ngài, không có.
Tâu Đại Vương, Đại Vương quả là sáng trí, trong khi Ngài chuẩn bị nhằm mục đích ngăn chặn nỗi lo sợ của Ngài. Xin Ngài hãy hoan hỷ cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào Ngài bị khát nước thì Ngài mới bảo đào giếng, mới bảo đào ao nước, mới bảo hồ nước và nghĩ rằng ta sẽ uống? Thưa Ngài, không đúng, việc ấy đã được chuẩn bị trước. Nhằm mục đích gì? Thưa Ngài, được chuẩn bị nhằm mục đích ngăn các nước ở trong tương lai. Tôi phải chăng bây giờ có sự khát nước ở vị lai? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương, Đại Vương quả là sáng trí, trong khi Ngài chuẩn bị việc ấy nhằm mục đích ngăn chặn sự khát nước ở vị lai. Xin Ngài hãy cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Khi nào Ngài thèm ăn thì khi ấy Ngài mới bảo cày ruộng, mới bảo trồng lúa sa lý, nghĩ rằng ta sẽ thọ dụng bữa ăn. Thưa Ngài, không đúng, việc ấy là được chuẩn bị trước. Nhằm mục đích gì? Thưa Ngài, được chuẩn bị nhằm mục đích ngăn các sự thèm ăn ở vị lai. Tâu Đại Vương, phải chăng bây giờ có sự thèm ăn lai? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương, sáng trí, trong khi Ngài chuẩn bị việc ấy để mục đích ngăn chặn các sự thèm ăn ở trong vị lai. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật là khôn khéo. Đó là toàn bộ đoạn số 3. Thưa quý vị, ở trong cái đoạn này á, nếu như mà chúng ta hiểu được á, thì mình sẽ xác định được cái công việc tu tập về thiện pháp của chính bản thân mình nó rõ ràng hơn. Bởi vì thật sự mà nói á, trong cái phạm vi của phàm phu á, thì trí tuệ của mình rất là khó để mà có thể nhận định được như thế nào là cái con đường tu tập để mình khả dĩ có thể thấy rõ ràng và tin tưởng hơn. Thật sự là như vậy. Bởi vì trên thực tế, ngoại trừ trường hợp bậc thánh dự lưu trở lên, thì lúc đó cái đạo tâm của vị ấy mới không có còn nghi hoặc, mới không có còn nghi hoặc về con đường tu tập để mà hướng đến chánh giác một cách đúng đắn. Chứ còn ngoài ra, thưa quý vị, ngoài ra tất cả chúng sanh phàm phu của chúng ta, nếu như trong những kiếp mà mình có thiện duyên á, mình gặp được những bậc hiền trí, thì chúng ta hiểu được một phần nào đó, có cái sự tin tưởng hơn đối với thiện và xa lìa ác pháp. Còn ngoài ra, trong trường hợp mà chúng ta không có được gặp những bậc trí sĩ hay là giáo pháp, có thể nói rằng rất khó để mà mình nhận định được như thế nào là con đường đúng đắn để mà đoạn tận khổ đau. Thật là như thế, thưa quý vị. Ở trong lời dạy của Đức Thế Tôn trong cái bài pháp đầu tiên chuyển pháp luân, ở đây pháp
xem như là cái sự thật tuyệt đối và bất ánh. Khi mà đã giác ngộ thì sẽ không còn hoài nghi, sẽ không còn nghi ngờ gì đối với cái con đường tu tập. Đó chính là thứ nhất là sự thật về khổ, thưa quý vị, sự thật thật về khổ. Thứ hai đó chính là sự thật về nguyên nhân sanh khổ. Ở thứ ba đó chính là sự thật về về khổ diệt. Và cuối thứ tư đó chính là con đường tu tập để mà đi đến diệt tận cái sự khổ. Ở trong cái được gọi là công việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó chính là tất cả những cái gì á mà nó liên quan đến cái sự khổ ở trong tâm, thuộc về phần tâm á, thì cái đó phải hoàn thành trước. Ở đây trong pháp Năm Chi có đề cập đến năm cái sự trừ diệt, thưa quý vị. Thứ nhất đó chính là Tathāgata Nirodha, đó là sự trừ diệt một bằng cách tạm thời thay thế. Tạm thời thay thế ở đây muốn ám chỉ đến những khi mà nội tâm của mình không có bị những cái phiền não tham sân si, mà đang có sanh khởi những thiện tâm như là bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, vân vân. Thì trong trường hợp đó, những cái khổ do phiền não nó đem lại á, nó hoàn toàn nó được lắng yên một cách tạm thời. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nói đến là Vikkhamphana Nirodha. Đây là trường hợp nói đến làm vắng lặng trong một cái khoảng thời gian lâu do cái năng lực của chỉ tịnh, do cái năng của chỉ tịnh, mà đề cập đến định sắc giới và định vô sắc. Đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là nói đến Samuccayada Nirodha, là sự diệt trừ, diệt bằng trí của thánh đạo. Đó là bốn tâm đạo siêu thế. Trường hợp thứ tư là Patipassati Nirodha, tức là đoạn diệt bằng cách tình chỉ, vắng lặng, bằng cái năng lực của thánh quả. Và cuối cùng là Nisarana Nirodha, xuất ly, đoạn diệt. Đây là sự xuất ly phiền não của trạng thái niết bàn, và sự đoạn diệt phiền não do đã được giải thoát tác chứng niết bàn. Đây là năm cái sự đoạn trừ, thưa quý vị, năm cái sự đoạn diệt. Ở trong trường hợp của câu hỏi thứ ba này á, cái câu hỏi thứ ba này lời ý của Đức Vua Milinda muốn hỏi đến là tất cả những cái sự khổ phiền não á, trong tâm á, thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại, thuộc về vị lai. Vậy thì mình loại bỏ cái loại phiền não loại nào ở trong cái thời điểm nào? Ở đây Ngài Nagasena Ngài đã trả lời là nó không có nhằm ở cái thời điểm nào hết.
Thế rồi vua Melinda mới nói rằng nếu như cái sự tinh tấn cố gắng của mình tu tập đó, mà nó không có cái tác dụng gì đối với phiền não quá khứ, đối với phiền não hiện tại, đối với phiền não tương lai, không có cái sự đoạn trừ như vậy á, thì việc tu tập nó phải chăng đó chính là sự vô ích? Ngài Nagasena, Ngài đã nói là không phải như vậy. Đó chính là sự tinh tấn nhằm cái mục đích những khổ nào ở trong hiện tại nó diệt, và những cái khổ khác ở trong tương lai nó không có sanh lên. Đây là cái mục đích của cái việc tu tập. Qua cái cách trả lời vắn tắt này đó, thưa quý vị, thực ra chúng ta rất là khó hiểu, chứ không phải là không. Tuy nhiên mình có thể mường tượng ở trong cái câu này với cái ý nghĩa như sau. Quả thực mà nói, cái quy luật của pháp sanh á, lúc nào có pháp bất thiện thì nó sẽ vốn không có pháp thiện có mặt. Hai cái nó không thể nào nó đồng tồn tại với nhau được. Và hễ khi nào có thiện thì sẽ không có pháp bất thiện có mặt. Hai pháp này nó không tồn tại với nhau được. Cho nên chính vì vậy, xét trên cái phương diện mà diệt trừ á, một cách như là đối mặt hai pháp cùng một lúc á, thì thực ra đối những phiền não ở quá khứ và kể cả hiện tại trong tương lai, nó không có chính xác là nói đến loại phiền não nào. Bởi vì những cái mà nó đã sanh lên rồi, tức là những cái tham sân si mà đã từng sanh, nó đã từng diệt rồi, thì nó vốn không hiện hữu nữa. Nó vốn không hiện hữu nữa, thưa quý vị. Đó là cái thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là ngay trong hiện tại á, như nãy sư đã trình bày, là hễ có bất thiện thì sẽ không có mặt của thiện, mà hễ có sự có mặt của thiện thì sẽ không có mặt ngay lúc đó của bất thiện pháp. Cho nên chính vì thế, ngay trong hiện tại, nếu như mà bất thiện nó đang á, thì chúng ta không có thiện pháp ở ngay tại đó. Mà khi mà mình mới khéo tác ý, xoay chuyển cái hướng tâm của mình, chẳng hạn như mình có khởi lên một cái ác niệm gì đó đi, nhưng mà mình nhận ra đây là điều không nên, lúc bây giờ chúng ta mới thay đổi cái ý thức qua một cái trường hợp khác, thì lúc bấy giờ chúng ta nên nhớ rằng cái bất thiện hồi nãy đó, nó đã thuộc về quá khứ, nó không có đồng một lúc có mặt ngay tại đó được. Mà quá khứ biện pháp đã diệt, cho dù nó là 80 kiếp trước hay là vừa mới diệt trong một cái khoảng cách cực ngắn, thì nó cũng thuộc về pháp quá khứ, nó vốn nó không có hiện hữu, nó không có hiện hữu ngay tại đó. Cho nên chính vì thế mà mới nói rằng ở trong hiện tại á, nó cũng không phải. Đó, mang ý nghĩa này nè. Rồi, tức là mang cái ý nghĩa nói ngay trong hiện tại không phải á, là do bởi theo cái quy luật của pháp là hễ bất thiện có mặt thì thiện không có mặt, mà hễ khi đã thiện có mặt rồi thì pháp bất thiện hồi nãy nó đã thuộc về pháp quá khứ, nó không có tồn tại. Cho nên chính vì thế mà nói cái gì cái khổ ngay trong hiện tại nó cũng không phải là như vậy. Còn trong tương lai thì mình cũng dễ hiểu rồi. Trong tương lai là những pháp nào nó thuộc về tương lai, những phiền não nào nó thuộc tương lai là trong lĩnh vực của pháp chưa có sanh. Mà chưa có sanh thì lấy gì có cái sự diệt trừ? Lấy gì có sự diệt trừ? Cho nên chính vì thế mà ở đây chúng ta nên hiểu là Ngài Nagasena, Ngài trả lời với Đức Vua Melinda là nó không thuộc về khổ, không có diệt trừ khổ của quá khứ ngay trong hiện tại. Hai pháp quá khứ và tương lai thì chúng ta dễ hiểu, nhưng mà có cái ngay trong hiện tại đó là nó hơi lấn cấn xíu thôi, nhưng mà sư nghĩ rằng sư giải thích vậy chắc quý vị cũng hiểu rồi. Bởi vì hai pháp thiện và bất thiện nó không có thể nào đồng có mặt. Lúc mà chúng ta thất niệm, lúc mà chúng ta có tham, lúc mà chúng ta có sân si,
thì lúc bây giờ chúng ta không có tâm thiện đồng có mặt ở đó. Khi mà mình mà đã chuyển qua một cái tâm thiện rồi thì lúc đó bất thiện nó vốn nó đã thuộc về pháp quá khứ, mà cái thuộc về quá khứ thì nó đã diệt rồi, chứ nó không hề tồn tại ngay trong hiện tại nữa. Cho nên ý là muốn nói, ý muốn nói đến đến điều này nè. Rồi thưa quý vị, thế thì mình có thể nghĩ rằng là ồ, như trong trường hợp Đức Vua đây, ngài đã nghĩ rằng ồ, nếu như cái công dụng tu tập của mình nó không có nhằm cái mục đích loại trừ cái phiền não thuộc về khổ ngay trong hiện tại cũng như quá khứ và tương lai, vậy vì cái việc tu tập của mình để làm cái gì? Thì ở đây thưa quý vị, cái dòng chảy của tâm á, dòng chảy của tâm á, chúng ta nên mường tượng như thế này. Lấy từ cái trường hợp của một vị A-la-hán đi, lấy trường hợp của một vị A-la-hán đi, thì mình sẽ quay trở lại, mình sẽ hiểu. Chúng ta phân biệt được hai trạng thái khác biệt giữa một vị A-la-hán với phàm phu là mình sẽ hiểu được. Để gọi là một vị A-la-hán á, có điểm gì khác biệt đối với phàm phu? Thưa quý vị, khác biệt có một điểm gì chứ? Tất cả những sinh hoạt thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của vị đó vẫn diễn ra bình thường y như chúng ta. Không có cái gì mà là khác hết, y như chúng ta thôi. Nhưng mà có điều khác ở chỗ là thông qua cái diễn hoạt của tâm thức vị đó, trong việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, hoặc là suy nghĩ, hồi tưởng, hoặc là nghĩ đến một việc gì đó, nó không có sự, nó không bao giờ mà có sự hoạt động của tham sân si, nó khác ở chỗ đó. Đó là cái nói đến cái trường hợp của giữa một người đã là một bậc vô lậu với người còn phiền não ngay trong hiện tại. Còn cái điểm khác thứ hai nữa đó, đó chính là cái người mà còn phiền não á, thì khi mà chấm dứt kiếp sống này rồi thì sẽ còn kiếp sống nữa. Trong khi một vị vô lậu á, thì cái sự hiện hữu của vị đó đến cái điểm tâm tử nó xuất hiện là chấm dứt hoàn toàn, nó không có cái thí, không có tâm tái tục. Cái trường hợp thứ hai thì nó hơi khó hiểu và nó khó chứng minh, nó khó chứng minh trên cái cho mình thấy được cái khía cạnh thực tế. Xét cho cùng á, thì mình cũng không nên bàn luận nhiều quá về như thế nào là cái sự viên tịch, như thế nào về sự viên tịch, bởi vì mình chỉ cần biết rằng mình làm thế nào để cho máu nó không còn, thì lúc bây giờ cái sự viên tịch hoàn toàn, tức là không còn tái sanh á, đó là cái hệ quả nó sẽ xảy ra.
Mình chỉ cần biết là như vậy thôi. Cái mà mình cần phải để ý đó chính là làm thế nào để cho cái não nó không có sanh lên, nó không có sanh lên được. Thì ở đây thưa quý vị, như trong trường hợp của chúng ta là phàm phu, mình làm thế nào để ngay trong hiện tại của mình á, lúc nào nó cũng khởi lên tâm thiện, lúc nào nó khởi lên tâm thiện hết, miễn sao cứ giữ được như vậy hoài, thì trong lúc mà tâm thiện nó có mặt á, thì ngay trong hiện tại không có sự hiện hữu của tâm bất thiện, đúng không? Thì như vậy mình đã giải quyết được cái khổ ngay trong hiện tại, đúng không? Điều này mình phải xác nhận thôi, bởi vì không, mình không chối cãi được. Rồi, thêm điểm nữa. Như vậy mình giải quyết được khổ ngay trong hiện tại. À, sự có mặt của thiện tâm. Mình sẽ không có bị khổ của phiền não ngay trong hiện tại. Chưa hết đâu. Nếu như mà mình cứ tưởng tượng, mình cứ tưởng tượng là mình sẽ giữ, làm sao mình tu tập, làm sao mình cố gắng mình giữ cho cái thiện tâm này nè, cái thiện pháp á, nó luôn luôn nó tiếp nối nhau, nó diễn hoạt, nó có mặt hoài, nó có mặt hoài, không gián đoạn. Thì lúc bây giờ, thưa quý vị, cái chỗ đứng của phiền não ngay trong tương lai, nó làm gì nó còn là nỗi lo sợ của chính cho chúng ta, đúng không? Đó là việc ngăn ngừa ngay trong tương lai. Cho nên chính vì thế mà khi mà có một thiện pháp khởi lên ngay trong hiện tại, đồng thời nó có thể làm được hai cái phận sự, nhưng mà mình không có suy xét cho nên mình không có thấy thôi. Thứ nhất là bức khổ ngay trong hiện tại, và thứ hai ngăn chặn khổ trong tương lai, ngăn chặn khổ trong tương lai. Điều này nó sẽ rõ hơn đối với một cái vị hành giả tu tập thiền quán, thưa quý vị. Khi mà mình quan sát, mình để ý đến thân tâm và những cái trái của tâm nó hoạt động á, lúc đó chúng từ từ mình sẽ hiểu được nhiều chuyện cũng chính từ một cái điểm đó. Thông thường á, ở trong thế gian này á, sở dĩ mà mình không có nhìn rõ được mọi thứ là do tâm của mình bị che đậy, tâm của mình bị vô minh và ái và những cái phiền não khác, nó làm cho mình bị mê mờ. Nhưng mà nếu như cái năng lực của thiền và của trí tuệ và của những cái thiện pháp khác mà nó đã mạnh mẽ đó, thì lúc đó chúng ta có thể nhìn ra được chính ngay cái thời điểm khoảng khắc ngay trong hiện tại rất là ngắn ngủi thôi. Nhưng mà nếu như mà mọi vấn đề nó đều phát sinh từ cái điểm đó ra, và cũng cái cách thức để mà giải quyết vấn đề phát sinh nó cũng chính ngay tại điểm đó thôi, chứ không có cần phải đi đâu xa. Thật sự là như quý vị, hồi xưa sư có được một cái ví dụ giải thích về cái phiền não mà vốn
không có sanh đối với trường hợp của một người tu tập nhất thánh, nhất là những bậc thánh, thì ở trong tương lai thưa quý vị, những phiền não đó nó không có sức. Qua một cái ví dụ như sau, chúng ta thường hay thấy khi mà biển nó có sóng to là do bởi có gió thổi. Có gió thổi. Khi mà gió thổi đến càng mạnh thì nước nó là chất lỏng mà, do sự tác động đó sẽ sinh ra những cái đợt sóng rất là lớn, tùy theo năng lực. Đôi khi có thể trở thành những cái cơn sóng thần. Nhưng mà trong trường hợp ở trên những vùng như là Bắc Cực đó, thưa quý vị, những vùng cực lạnh, hai đầu của Bắc và Nam, thì gió thổi như thế nào nó cũng không có sóng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái nguyên nhân ở đây không phải nằm ở chỗ là không có gió. Nguyên nhân ở đây không phải là nằm ở chỗ là không có nước. Vẫn có nước, vẫn có gió. Nhưng mà tại sao nó không có sóng? Chỉ đơn giản là bởi vì mặt biển đã bị đóng băng. Điều đó như thế nào thì đối với một người mà tu tập, làm sao mà mình ráng giữ cho tâm của mình lúc nào, mình làm cách nào đó không biết, làm cách nào đó không biết, diễn sao tâm của mình lúc nào nó cũng thiện. Nó diễn hoạt như vậy hoài. Thì cũng giống như là làm cho cái bề mặt của tâm nó bị đóng, nó bị đóng băng đối với thiện pháp, đối với thiện pháp. Và như thế thì dù cho có gió thổi đến như thế nào đi nữa, cho có gió thổi đến như thế nào đi nữa, nó cũng không có dậy sóng. Trường hợp này mình có thể ví y như là lúc mà chúng ta tu tập, lúc mà mình không có thất niệm, lúc mình có tỉnh giác, cho dù mình nghe người này nói như thế này, khen chê vân vân, thì lúc đó cũng không có bị dậy sóng bởi sự thích thú hay là sự bực bội. Nó cũng ví như là mặt biển nó đang bị đóng băng. Nó đang bị đóng băng. Còn trường hợp như mà mình không khéo á, mình không có giữ được, mình không có làm cho cái mặt tâm nó đóng băng của thiện pháp được á, thì lúc đó gió thổi bao nhiêu thì nó sẽ dậy sóng nhiều bấy nhiêu. Gió thổi đến bao thì sẽ dậy sóng nhiều bấy nhiêu. Và sự lan rộng của những đợt sóng này nó sẽ lan càng rộng ra. Cũng ví như là phiền não bên trong tâm á, mà mình không có làm cho đóng băng được á, lúc bây giờ nó sẽ lan qua thân và lời nói. Khi mà nó đã trở thành hiển lộ ở thân và lời nói thì nó sẽ đưa ra những cái thảm họa lây lan đến cho những người xung quanh, lây lan đến cho những người xung quanh. Chính vì thế mà cái công việc của mình cần phải làm, đó chính là làm đóng băng phiền não. Nó cũng giống ví như là ở trong trường hợp này á, ngài Nagasena ngài đã trả lời với đức vua là nhằm loại bỏ khổ ngay trong nhằm loại bỏ những khổ diệt ngay trong hiện tại và ngăn ngừa ở trong tương lai. Như thế đó chính là cái trường hợp khi mà mình tu tập sao mà mình cứ giữ như vậy hoài được, thì chúng ta sẽ được giải thoát khỏi khổ của phiền não ở trong tâm. Nếu như mà mình đạt được cái bước này thì sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau của ngũ uẩn này nó sẽ đến sau, tức là sự viên tịch hoàn toàn, vắng bóng hoàn toàn luôn cả của ngũ uẩn. Điều đó sẽ đến sau thôi, tôi quý vị.
Rồi, đó là như vậy. Hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Với lại nó cũng có những cái trở ngại, không biết sao hôm nay máy bay nó cũng tập bay nên âm thanh nó cũng ồn. Phần còn lại thì xin gửi mic lại cho lớp học. Quý vị làm những công việc còn lại để chấm dứt cho buổi học mạng. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng tri ân sư Quy Niệm đã vào thế cho sư pháp tính ngày hôm nay. Dạ bài giảng cũng rất là hay mà nó có khó quá sư ơi. Nãy giờ con nghe con hiểu cũng lởm bởm thôi chứ không có được xác lắm. Dạ con sẽ cố gắng con nghe lại để hiểu thêm, tự vì cái bài này nó cũng thâm sâu quá bạch sư. Dạ con thấy bây giờ cũng còn 3 phút nữa. Dạ con không biết là sư Thanh Tâm có mặt ở trước máy hay không. Dạ con xin thỉnh sư cho đạo tràng ngồi thiền vài phút bạch sư. Dạ con xin kính nhân mít lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đạo tràng. Dạ, thay mặt lớp học, cảm ơn thầy Kheo Huy Niệm giảng giải bài học hôm nay. Dạ, bây giờ mình còn 3 phút. Kính mời quý vị ngồi tĩnh tâm nha. Cái chuyện này á, nó mới là quan trọng. Quý vị có pháp học rồi, bây giờ phải có pháp thực hành. Ví dụ như khổ, làm sao cho hết khổ. Khổ, nguyên nhân khổ và hết khổ. Tức là có phiền não sanh khởi, thì mình phải biết khổ. Phiền não là khổ. Rồi mình quán tới quán lui để mình tìm, mình thấy, mình biết cái nguyên nhân của khổ, nguyên nhân của phiền não. Để mình biết rõ, mình hiểu không rồi đó, thì nó hết khổ. Cho nên cái chuyện mà thực hành đó, nó rất là quan trọng. Để mà nó hết khổ đó, cái khổ mà nó diệt được tận gốc rồi đó, thì tương lai nó không có sanh khởi nữa. Bởi vì mình hiểu rồi, mình hiểu nguyên nhân của sự đau khổ đó là vô minh tham ái, đúng không? Mà một người mà có chánh niệm đoạn tận được tham ái, không có dính mắc, thì nó hết khổ. Rồi mời quý vị ngồi tĩnh tâm vài phút nha. Chỉ đơn thuần là thấy biết thân tâm, thấy ra đó là giác ngộ. Như mình buồn, mình thấy ra mình buồn. Mình giận, mình thấy ra mình giận. Mình sợ, mình thấy ra mình giận. Đó là giác ngộ. Khổ.
Dạ, mô Phật, kính chào đạo tràng. Dạ, 5 phút tĩnh tâm đã trôi qua. Dạ, nhờ mình hành thiền á, mình thấy được pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. À, mình trải nghiệm được cái vô thường, vô ngã. Nhờ như vậy đó, sự cố nó đến, vô thường nó đến đó, mình bình thản, mình ở trong cái tâm xả. Vô thường nó đến trong từng giây gì đó, phiền não nó sanh, nó diệt, nó sanh, nó diệt, nó vô ngã. Đó, cho nên cái chuyện mà thực tập á, rất là quan trọng. Để khi mà có những cái sự cố hoặc là những cái phiền não nó đến á, cái người này á, chánh niệm tỉnh giác và với cái tâm bình thản ha, chứ không á, mình không có thực tập á, khi mà đụng chuyện á, phiền não nó đến mình sẽ rất là đau khổ, bởi vì mình không có chấp nhận được. Cho nên người nào mà hiểu được cái lý vô thường, khổ, vô ngã đó, thì người đó sẽ chấp nhận được khi mà vô thường nó đến. Rồi bây giờ mời một vị lên hồi hướng báo đến cho đạo tràng nha. Hồi hướng phước báo đến cho chư thiên ạ. Ai xung phong giơ tay đây? Nguyên Như ha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ, đề qua ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thế ra cha mắt cha na wa ca cha phần kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni cha ni căng thâm ma hòa răng pa tình cha tê sầm bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha dân tha tu chỉ răng sa tăng thầm mô thầm mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô hòa an tha ya cha hi ta ya âm hê răng ca tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri nô gu thân sam ba bu này ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tám mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á na gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã khóa vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ, Nguyên Như xin hẹn chư vị tử và chư tăng trở lại Rung Như Kỳ Viên vào ngày mai, tức ngày thứ năm, và cũng là ngày thứ sáu ở bên Việt Nam. Con nghĩ là sư Quy Niệm sẽ trở lại dạy cho chúng ta tiếp về ni kinh Vilanda vấn đạo. Và Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.